Sao thế con? Con thích nhìn thôi ạ. Bố không biết hình ảnh bố chăm sóc vườn thường rất đẹp ạ. Bố nghỉ tay uống nước ạ. Bố xin. Úi da. Này, ngon quá nhỉ. Lúc trước con ở đâu ạ? Ở đây chứ ở đâu? Không, ý con hỏi là trước đó nữa cơ. Trước khi con về với bố mẹ thì con ở đâu ạ? Anh sao thế? Anh đang nghĩ về thằng Tuấn. Dạo này em ít ở nhà. Anh thấy con có vấn đề gì à? Con có vẻ bất ổn, không rõ lý do, rất hay thất thần và hỏi những câu về... Con hỏi cái gì ạ? Về chuyện quá khứ ấy. Thế anh trả lời sao? Thì anh nói là mình không biết. Với lại vợ chồng mình cũng có biết gì nhiều đâu. Ngày mình đến trại trẻ mồ côi đón nhận con, lúc đấy cũng chỉ biết thông tin là bố nó mất sớm, mẹ thì bị giết. Dì Hoa còn ngăn cản mình, nói là đừng nhận nuôi nó vì gia cảnh quá phức tạp. Lúc ấy anh cũng rất phân vân, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trong trẻo của thằng bé, anh không nỡ. Với lại nó cũng đã mất trí nhớ, quên sạch mọi thứ rồi còn gì. Vợ chồng mình cũng đã thống nhất cho con một cuộc đời mới. Từ hồi đó đến giờ em nghĩ là mình đã và đang làm rất đúng. Cũng phải cảm ơn trời Phật đã cho vợ chồng mình một đứa con trai tuyệt vời như thế. Hay là nó nhớ ra điều gì?